Hello cả nhà nha. Mình giới thiệu cho cả nhà thấy hai hàng dâu tây mà mình đã trồng thử nghiệm đây các bạn này. Nghĩa là hôm 13 tháng 5 mình làm một video trồng dâu tây sau 3 ngày nuôi dưỡng. Và một video là dâu tây và phương pháp trồng thử nghiệm ngày 19 tháng 4 các bạn. Nhớ là ngày 19 tháng 4 bắt đầu mình tách những cái nhánh dâu tây nhỏ từ một cái chậu dâu tây mà nó không có trái các bạn. Nó đã hết khả năng ra trái rồi. Nó không còn ra trái được nữa. Nó có tất cả là 14 nhánh mình tách ra các bạn nha. Các bạn xem, các bạn nhớ là các bạn quay lại cái video mà mình đã trồng thử nghiệm và làm cách tách thử nghiệm các bạn. Hai video trước mình đã làm các bạn. Các bạn lui lại, các bạn sẽ thấy mình làm cái phương pháp mà tách nhánh của cái chậu dâu tây lớn đa thân đó các bạn. Nó được 14 cây tất cả nha các bạn. Sau đó là mình nuôi dưỡng 23 ngày rồi bắt đầu mình tiếp tục mình trồng. Nhưng mà khi trồng là không còn yếu, cho nên mình trồng được những cây đầu tiên đây các bạn đó. Rồi những cây sau cùng là mình để trong bầu, mình để xuống đất. Cho nên hôm nay là mình sẽ tiếp tục mình trồng đó các bạn. Cho nên các bạn nhớ mới xem, các bạn không hiểu các bạn phải lui lại hai cái video mình đã làm và mình tách nhánh nó ra đó các bạn đó, rồi mình trồng. Bây giờ kết quả nó được như thế này đấy các bạn, hai hàng 14 cây nó đang ra hoa, cho hoa đây các bạn này. Hoa trái đây các bạn thấy trái này này. Hoa. Hai nhánh hoa trái. Ngó các bạn, đó, ngó đó các bạn kìa, ngó đây, ngó đó, đây này, trái đây các bạn này. Các bạn thấy trái, cành hoa trái của nó đây các bạn này. Các bạn nhìn kỹ xem. Đây, nó ra, bắt đầu ra hai cái hoa các trái. Còn những cây yếu sau này nó chưa ra hoa các bạn nha. Từ gốc cây ấy, trước mặt các bạn lên tới đây. Rồi mình trồng tiếp đây các bạn nha, đó. Bây giờ mình sẽ chiếu các bạn đó, các bạn đấu xem. Thôi các bạn sẽ tiếp tục đón xem đây các bạn này. Xin chào các bạn. Rất vui gặp các bạn. Mình đang làm cỏ và mình cũng chiếu cho các bạn xem luôn. Trồng cây dâu tây mình đã trồng hôm mình trồng dâu tây ngày 13 tháng 5 các bạn. Hôm 13 tháng 5 là mình có trồng dâu tây mà các bạn đã xem clip mình trồng dâu tây sau 23 ngày nuôi dưỡng. Mình nuôi dưỡng sau 23 ngày những cái dâu tây tách ra các bạn ạ. Phương pháp tách của mình trồng các bạn. Lúc đó là mình trồng đúng ngày 13 tháng 5 các bạn hỉ. Mà bữa nay là ngày 18 tháng 6 rồi các bạn này. Nó được tháng mấy ngày rồi các bạn ơi. Mình muốn trồng thử nghiệm cái phương pháp này. Mình coi thử đó các bạn ơi. Thì nó hiệu quả ghê các bạn ơi. Khi mình tách ra là hồi xưa là mình tách ngày 19 tháng 4. Nhưng bây giờ là ngày 18 tháng 6 thì có thể được 2 tháng. Còn từ khi mình trồng tới bây giờ thì được 1 tháng hơn các bạn nha. Bữa hôm trước là các bạn chắc các bạn xem rồi. Có quay lại ngày 13 tháng 5 các bạn nha. Các bạn sẽ thấy ngày 13 tháng 5 mình làm những cái cây dâu tây này được mười mấy cây các bạn ạ. Như được hồi đó được 15 cây á. Thì mình trồng một hàng đây các bạn này, bây giờ mình đang làm cỏ. Các bạn thấy đây, bây giờ nó đang ra hoa các bạn này. Bữa nay ngày 18 tháng 6 con ạ. Nó ra hoa các bạn nha. Ra ngó này các bạn này. Cây này là chưa ra hoa, ra ngó này các bạn này. Cây này ra ngó nhiều rồi các bạn này. Cái hàng từ đó đó các bạn. Đây là 15 cây, còn ít đây các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 11, 12, 13, 14. Chúng ta cái chậu cuối cùng là 15 cây các bạn.
các bạn nhớ lại mình trồng 15 cây. À cái cây này các bạn ơi, mình nhổ cỏ nốt cây cây nha các bạn thấy. Cây bên này là có hoa rất 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 tàn xuống rồi, đậu rồi đấy các bạn này. Cánh hoa nó rớt xuống như này các bạn nè, thấy không? Được một tháng 3 ngày hả? Mình trồng là được tháng 3 ngày. À, tháng 3 ngày tới 5 ngày, ngày 13 tới ngày 18. 13 tháng 5 là 18 tháng 6. À tháng 5 ngày. Tháng 4 tới 5 ngày đó các bạn thấy cái bụi bên này này các bạn nha. Các bạn nhìn kỹ bụi bên này. Quá đẹp. Trái này này cũng đậu rồi các bạn này. Các bạn nên nhớ lại mình trồng làm gì có trái các bạn. Cây này là mạnh nhất. Là mình trồng đầu cùng đây các bạn nha. Đây là những phương pháp mà mình trồng thử nghiệm cho các bạn thấy. Mình tách từ cây đa thân đó. Bây giờ mình nhổ cỏ đi đi. Nhổ cỏ rồi bây giờ mới kiểm tra. Mưa xuống cỏ nhiều lắm các bạn ơi. Mưa xuống mà không nhổ thì nó đã phủ hết cây này rồi các bạn này. Giờ mình ra mình nhổ cỏ cho nó mà mình xới cho nó các bạn nha. Đây nè các bạn thấy hoa đẹp không các bạn? Hoa đó nè. Các bạn thấy không? Hồi đó nó đứng ở trong một cái hàng cây sâu quá trời. Sao này? Không. Để bọc ái con sao đây. Đây, nước qua đây không? Bắt mấy con sao các bạn ơi, sao ghê không các bạn này. Tại vì nó âm tùm quá cho nên có bị sao các bạn nhé. Sao các bạn ơi, thấy không? Thấy hai con. Hai con sao đấy các bạn này. Nó xịt cái hoa mình trừ đó các bạn ơi. Rồi, cho nó chết. Mình diệt sao mình cũng xin lỗi các bạn. Ngó của nó đó các bạn. Có hoa có ngó. Vừa có ngó vừa có hoa nha các bạn. Các bạn đây cái cây mà lớn nhất ta bây giờ nó vừa có ngó có hoa các bạn ơi. Có trái này. Trái của nó đã đậu rồi các bạn nha. À, đây là một cành hoa này các bạn này. Và đây một cành hoa nữa đây các bạn này. Cái lá công năng của nó là các bạn chắc trồng vô tay là các bạn phải tìm hiểu cái lá công năng nó ra như thế này là bắt đầu nó ra hoa các bạn nha. Thôi mình cắt bất cứ cái lá cuối của nó đi. Các bạn thấy cái bụi này là bụi đẹp nhất rồi các bạn này. Hồng vỗ cỏ này để mình cho cái ngó nó ra đây nha các bạn. Cái ngó nó ra đây này. Mình cho cái ngó này nó ra đây đi các bạn nhé. Mình sửa soạn lại cho nó. Các bạn thấy không? Cái của nó cũng không có được đẹp tại vì cái mùa này nó đậu rồi đó. Nhưng mà trái này thì nó cho đúng, nó không được lớn. Trái đầu tiên của cây này đây. Rồi hoa của nó. Đây một cành hoa nữa các bạn này. Vừa cho hoa gì có trái. Còn cái bụi này là mới có một cái hoa thôi. Bụi dưới này chưa có hoa các bạn này. Bụi dưới này nó sung quá. Nó nứt ra nữa đó các bạn này. Nó nứt ra đây. Nó theo cái tập tính của nó. Nó mà sung nó nứt ra nhiều thân đó các bạn. Đó các bạn thấy. Từng cây một, đây cây là 1, 2, 3 này các bạn, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cây thôi các bạn nghe. Chứ không phải 15 không con. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 cây tất cả đó các bạn. Nhưng những cái bầu này là mình còn để đó các bạn, hồi đó nó yếu quá các bạn nha. Cho nên mình còn để cái bào. Chắc ngày này mình sẽ cho nó ra đất luôn đó các bạn. Ngày này có thể làm cho những cái bào này ra đất luôn. Nó yếu quá mình chưa cho ra đất. Bây giờ nó khỏe mạnh rồi mình cho đất. Nhưng cái chậu này tuy là mình trồng trong cái ly chậu đây các bạn. Nó không được ở dưới đất. Cho nên nó khô quá các bạn này. Nó khô quá nó héo lá. Cái ly lớn này là cái ly lớn nhất đó các bạn. Mà bây giờ nó bị héo lá tại vì do mình không kiểm tra được, mình không tưới các bạn nha. Trừ với làm cỏ nó cho nên mới nhìn thấy được nó các bạn. Cái chậu này cái trong ly. Ok. Cái
Cái cây này ở trong cái ly cho nên nó bị khô các bạn. Khô, còn mấy cây này ngoài đất thì nó rất là mạnh. Giờ mình làm nó mình mới biết. Tí nữa mình cho cái ly này ra đất luôn các bạn nhé. Cỏ quá các bạn ơi. Đó các bạn thấy không? Cái phương pháp trồng thử nghiệm mà tách giống đây các bạn. Tách từ một cây đã thân đó các bạn. Lâu lắm rồi, tháng 5 ngày. Mình mới chiếu lại các bạn xem đó. Có dịp làm cỏ rồi chiếu các bạn xem. Cây nào cũng ra ngó, tuy là nó còn ở trong cái bào các bạn, nhưng mà không đủ dinh dưỡng. Nó ra ngó rất yếu các bạn thấy. Vì ở trong bầu đất này nó ra ngó là yếu lắm các bạn. Đây này, ngó của nó trong bầu đất. Nó ra cho nên nó yếu quá. Còn ngó ngoài các bạn thấy không? Ngó ngoài đất nó rất mạnh. Đây, nó cho ra rất là mạnh các bạn, ngoài đất đó. Bây giờ mình sửa soạn cho nó rồi mình trồng tiếp mấy cái cây như vậy, xuống dốc đất luôn nghe các bạn. Mình làm cỏ như vậy các bạn, cho nó rộng cái khu vực ra các bạn. Khi mà nó rộng ra rồi là những cái ngó này nó đâm xuống các bạn nhé. Vì không có thì giờ các bạn nhé, cho nên hôm nay mình mới ra mình làm cỏ quá nhiều đi các bạn. Mình làm cho nó một đợt cỏ đi xong xuôi rồi mình đưa cái ngó ra, mình cho nó tiếp cây nữa luôn các bạn nhé. Đó, các bạn nhìn thấy đó. Bây giờ mình cho nó xuống thêm cây nữa đi, nó mạnh lắm các bạn đó. Nếu có một cái cây mình cắm vô mà không có để tự nó lọc cũng được, mình cắm cho đừng cho nó xê dịch đi các bạn nhé. Đó, rồi cái ngó này mình vẫn lấy được các bạn, tại vì đó mình chọn cái chỗ nào nó thích hợp mình để. Có khi là mình sẽ làm cỏ cái chỗ này đi, nhổ hết cỏ chỗ khu vực này đó các bạn nhé. Cái mình cho cái ngó nó xuống đó đấy các bạn. Đó, mình tạo cho nó thành một đám đó. Còn cái này nếu như cần thiết mình chống trái nó lên. Thôi bây giờ mình tiến hành trồng với những cái cây còn lại nha các bạn. Có mấy cây mình chưa trồng lại được các bạn. Bây giờ mình phải trồng tiếp. Hồi đó mình làm video chiếu cho các bạn xem thì đây các bạn nha, lấy cây cuối cùng đây các bạn, mình lấy cây cuối cùng, cây hồi nó đó ở trong cái bào này các bạn. Bây giờ mình đặt luôn cái cây này đi các bạn ơi. Cây này hồi đó là cây này lớn nhất mà bây giờ nó bị khô đó các bạn. Được rồi. Đấy, cây này ra trồng mình để mít trong bì này không phát triển được đâu các bạn. Rễ nó bị bó các bạn thấy không? Khô mà rễ nó bị bó. Đặt xuống luôn các bạn nha. Cho nó thành hàng luôn. Qua đây. Mình
lấy cái hàng này luôn các bạn ơi. Hàng này mình đồng kiết cho nó luôn. Mình chưa trồng từ đây từ đó xuống là còn lại chừng này cây các bạn. Bây giờ mình lấy nó ra khổ bì. Cái siêu khỏe luôn các bạn ha. Có ngó gì? Ngó của đó là nó chưa ra trái, nó vẫn có ngó. Yeah. Rễ quá trời các bạn ơi. Yeah, hoàn toàn như một cái tơ luôn á. Nó cũng như cây ngó thôi. Xúc rồi. Rễ các bạn. Nó cũng là cây ngó thôi, nó là đa thân mà cũng là cây ngó thôi, nhưng mà qua trồng mất cười quá, trả ra cắm xuống lỗ. Bạn thấy cái trồng dưa tay đơn giản không? Nó khó cháy lắm các bạn. Mình để nó rễ nó phát triển ra thế các bạn. Đây mình phải trồng xuống. Đây cuối cùng. Tiếng có thẳng hàng luôn. Thẳng quá. Thu cây này. Đây là gốc na các bạn. Mình trồng dưới tán na luôn. Còn lại 4 cây nữa các bạn. Mình tiếp tục với đầu tranh. Trồng thành 2 hàng nha các bạn. Tạo tháng 3 trồng dao đơn giản không? Trồng như vậy đó các bạn thang, vẫn có trái, vẫn có hoa thôi. Miễn sao mình cảm thấy là đất nó tơi xốp là được các bạn ơi. Sau hầu trồng mà mình đang trồng gần sau rồi các bạn. Đây là cây cuối cùng đây các bạn, mình lấy lên đây. Mình trồng thành 2 hàng nha các bạn. Cây này non nhất rồi các bạn này. Cây này là mấy cái đúng đó, đó. Nó nhỏ nhất trong các cây. Ở chỗ này quá rộng không biết đó. Sau này nó đảm bảo hay không mình cũng chưa biết được. Nhưng mà đều thấy nó ra hoa ra trái rồi thì mình phải chăm những cái cây nhỏ này. Đó là mình đã xong 2 hàng trở lại rồi các bạn. Các bạn chiếu các bạn xem từ trên dưới 2 hàng của mình đây không.
đó, các bạn thấy từ đó bên kia không kể, bên kia là mình trồng trước rồi các bạn. Còn những cây này cây thử nghiệm của mình từ đây lên. Bên đây là 1, 2, 3, 4, 5 cây, bên đây 9, 5, 14 hai hàng. Tiếp trên kia hai hàng nữa, tay của mình đã làm xong rồi các bạn nhé. Hàng cũ mình làm hàng mới tiếp luôn, lấy những cây trong bào còn lại mình cho ra hàng mới các bạn này. À, vậy là mình tưới nước đó thôi. Hàng mới gồm có 1, 2, 3, 4, 5 thế là dưới đó 2 cây, dưới đó 1 cây, 2 cây nữa, các bạn nhìn thấy đầy bông rồi. Những cây mà mình tách từ nhánh, à hôm mình trồng thì mình trồng chưa hết được các bạn, các cây nó yếu mình không trồng hết được. Bây giờ nó đã mạnh rồi, mình cho ra khỏi bầu rồi, 14 cây tất cả. Khi nào nó ra hoa nhiều là mình sẽ chiếu cho các bạn xem. Bây giờ thôi kiểm tra những cái khi ra hoa này mình sẽ dưỡng cái nó, cây ra hoa mình sẽ dưỡng nó, cây ra hoa ra ngó này, để dưỡng nó và cho nó tiếp tục nó ra ngó. Mình sẽ dọn mấy cái ngó các bạn nha. Thôi tới đây video của mình cũng dài rồi, mình tạm biệt các bạn, chúc các bạn vui vẻ, nhớ đăng ký like ủng hộ cho mình nhé, bye bye các bạn.